Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, một cậu sinh viên tình cờ tôi quen ở trên mạng thì cậu ấy phân vân trước vấn đề có nên tham gia nghiên cứu khoa học ở trường hay không. Tại giờ hỏi quẻ, tôi được quẻ cách động hào năm. Thật ngạc nhiên là hào từ hào năm quẻ cách giống như là trả lời một cách trực tiếp theo nghĩa đen của câu hỏi này. Hào từ hào năm quẻ cách nói gì, trả lời như thế nào với câu hỏi của bạn sinh viên nói trên? Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều đó nhé. Chúng ta đi vào nội dung bài học hào năm quẻ trạch hỏa cách. Quẻ trạch hỏa cách động hào năm được dịch là hào năm dương, bậc đại nhân làm cho xã hội thay đổi như con hổ thay lông, mướt đẹp hơn. Chưa bói cũng đã tin như vậy rồi. Tại sao lời dịch lại là bậc đại nhân? Đó là bởi vì hào năm ở vị trí chí tôn, là hào vua của thời cách. Nó lại đắc trung, lại đắc chính, thì nó biểu thị là gì đấy? Biểu thị là vị vua có tài, có đức, trung chính, thể hiện cái gì? Cái tài đức. Thì điều này thể hiện một cái triết lý, một cái bài học sâu sắc của bậc đại nhân trong thời cách. Tôi xin lấy ví dụ với cái nghĩa cách là cách mạng giải phóng dân tộc. Thì người lãnh đạo cách mạng không những là người có tài. Chữ tài ở đây thể hiện là gì? Là người có trí tuệ, kiến thức sâu rộng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, rồi là biết cách tổ chức lãnh đạo và huy động quần chúng, tập hợp quần chúng. Mà còn phải là người có đức, tức là người có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng yêu nước, có sự hy sinh, kiên trung với lý tưởng tự do độc lập cho dân tộc, v.v. Thì nhân vật tiêu biểu đây chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta, chính là như vậy. Tiếp theo chúng ta trở lại phân tích lời khuyên của kinh dịch về việc giải quyết sự việc đã nói ở đầu bài. Lúc 16:24 ngày 17 tháng 8 thì một bạn sinh viên hỏi rằng có nên đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học hay không? Nguyên văn của câu hỏi là: cho con hỏi, con có nên đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học không ạ? Vì đây là quyết định rất quan trọng ảnh hưởng đến con đường học tập của con. Giờ hỏi quẻ, gieo được quẻ cách động hào năm biến lôi hỏa phong. Về tượng quẻ, cái việc chuyển từ việc học tập thông thường sang cái việc nghiên cứu khoa học thì chính là cái việc thay đổi cái phương thức học tập theo chiều sâu. Cái sự thay đổi này nó phù hợp với ý tượng của quẻ cách. Cách có nghĩa là gì? Là cải cách, là cải biến, là thay đổi, là cách mạng, vân vân. Do đó, cát hung của việc thay đổi cái phương thức học tập theo cái chiều sâu thì nó phù hợp với thời của quẻ cách. Từ đó chúng ta đi vào phân tích hào từ. Cái cát lợi của hào từ thì nó cũng thể hiện cái cát hay là hung của thời cách. Ở phần giảng của hào từ thì nói rằng hào này có đủ cả thời. Thời đây là thể hiện là gì? Là cái công cuộc cải cách đã được 89/10 rồi, vị ở ngôi chí tôn. Thì vì điều này nó biểu thị cái gì? Nó biểu thị cái việc chuyển sang nghiên cứu khoa học là hợp với thời, để tiến thêm một bước về cái mặt kiến thức. Thì rõ ràng nghiên cứu khoa học là cái bước tất yếu. Ấy câu tài đức, tức là hào năm nó dương cương lại trung chính, đúng là một bậc đại nhân, thì nó biểu thị cái người hỏi là người có tài năng, có trình độ kiến thức hiểu biết chuyên môn nhất định, tốt hơn soi mặt bằng chung. Và đương nhiên cái đức cũng thể hiện rằng là gì? Người này là người có phẩm chất tốt. Tiếp theo là cho nên thành công mỹ mãn, làm cho xã hội thay đổi tốt đẹp mới mẻ như là con hổ thay lông. Thì ở đây con hổ
nó biểu thị là gì? Là trình độ chuyên môn hiện tại. Thay lông ở đây thì nó biểu thị là gì? Biểu thị cái việc nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho cái trình độ kiến thức chuyên môn của người hỏi lại tiến thêm một bước. Mà nhờ vậy, người này nếu như nghiên cứu khoa học thì sẽ trang bị được cái kiến thức nó rất là tốt về mặt chuyên môn. Và dĩ nhiên rằng là gì? Nhờ kiến thức chuyên môn này, người này sau này sẽ ra ngoài xã hội sẽ làm rất tốt. Tiếp theo, ấy câu dân chúng sẵn lòng tin như vậy từ khi chưa bói. Thì cái câu này nói rất là rõ ràng là gì? Là cái câu hỏi của bạn này nó đã biểu thị là gì? Chẳng cần hỏi quẻ thì ai cũng biết rằng là gì? Cái việc nghiên cứu khoa học sẽ trợ giúp cho cái kiến thức của bản thân người hỏi càng nâng cao hơn. Đây chính là cái ý gì đây? Trả lời thẳng vào cái vấn đề của bạn này. Từ đó có thể kết luận rằng là gì? Là cái việc nghiên cứu khoa học là việc tốt. Cho nên tôi khuyên rằng là gì? Là nên đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học. Và ở đây cái việc nghiên cứu khoa học thì đương nhiên chẳng cần hỏi thì ai cũng biết là cái việc này có lợi cho việc nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn. Video về quẻ trạch hỏa cách động hào năm đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bài học lần sau.